好，第六课我会说汉语，给下面的词语选择对应的图片。好，几个同学给我翻译，读个翻译这个。我认不认啊？要不这个这个同学呢？妈妈，妹，但是小难。韩，小韩，中国菜了，món ăn Trung Quốc，说汉语了，nói tiếng Trung，各位们，来呢？说汉语。说汉语，nói tiếng Trung，写汉字了，học tiếng Trung。No, 带走，写汉字了的，了的也写，没？别这个汉，别记韩，让别这个。说中国菜呢，中国菜，在。在，就说中国菜，做了làm chung của trai là gì? làm thức ăn, làm món ăn Trung Quốc. Đúng rồi, làm món ăn. Học, là cái lớp đọc lại cho thầy này. Mama, khan chữ, Trung Quốc trai, chua khan nhủy, chia khan chữ, chua Trung Quốc trai. Hẳn hảo. Rồi, ra xong phần là trại学校ở trường nào. Mình là xem phim lần sau cân trở tủ. Ta vừa nghe vừa đọc theo nào. Ở nhà ta làm tương tự thế nhá. Đi lưu cơ. Ủa hơi số hàn yu. Lesson 6. I can speak Chinese. Cơ vấn. Y. Text 1. 你会说汉语吗？你会说汉语吗？阿飘，语，我会说汉语。老，你妈妈会说汉语吗？他不会说。nhà làm New 啊。words，không có phải nghe bảo thầy thì gửi cho会đọc theo说妈妈。đúng rồi. Đó. Thì nói tiếng Việt ta nói lại một tiếng Trung nhá. Bạn biết nói tiếng Hán không? Hơi xua thì hơi xua khả nhủy mà tôi biết nói tiếng Hán của hơi xua câu thứ hai đây. Mẹ bạn có biết nói tiếng Hán không? Quỷ xua mà bà không biết nói. Đọc câu này. Đúng rồi, nhìn vào đây, nhìn bên kia, nhìn vào thầy tác dụng gì đâu. Nhìn vào sách cơ mà. Tiếp theo, bài 2 nào. Mẹ nghe bạn đọc theo tương tự thế nhá. Hiểu cách làm chưa? Ok, phải hiểu cách làm rồi đã. Ta đọc theo nào. 课文二。Text 2. 中国菜好吃吗？中国菜很好吃。你会做中国菜吗？做，我们做，我们做。我不会做。好像。我到了。New words. 菜很好吃，做好，món ăn Trung Quốc có ngon không? Mà thế nào? Trung Quốc trái hảo chứ mà. Món ăn Trung Quốc rất ngon. Chứ, hảo chứ. Bạn biết làm món ăn Trung Quốc không? Nghỉ khuê chua Trung Quốc trai mà tôi không biết làm của phú khuê chua đọc theo con rồi theo 6.3 là tương tự như vậy.
课文三 在图书馆 Text 3 书店 你会写汉字吗? 我会写 这个字怎么写? 对不起 对不起, 对不起。这个字我会读，不会写。字，我读不会写。em phải nghe băng nhiều hơn, chưa nghe băng bao giờ đúng không? Đúng rồi, về nhà nghe nhá, phải gửi luôn file nghe cho để nghe này. New words. Sao từ mới đi. 写汉字，字怎么读？Chẩn mơ mà chẩn ma nhá. Động từ. Nó viết kiểu tiếng Việt. Khan chữ là danh từ, nhưng cái đấy không quan trọng. Tiếng Trung với tiếng Việt nó không quan trọng. Nó không quan trọng với động từ với cả cái danh từ. Nó như tiếng Việt ấy. Lúc như thế này, lúc như thế kia. Lúc là động từ, lúc là danh từ. Ta cứ hiểu nghĩa là được. Quan trọng nhất là viết, phải viết được phán Việt. Nào, bạn là A, bạn là B nào. Bạn là bạn Nam Kiều là A nào. Bạn trực tiếp thì là B. Nam Kiều đọc A đi. Nam Kiều đấy không em? Bạn Kiều không mở được mic thầy ạ. Không mở được mic thì thoát ra vào lại em ơi. Thế bạn bạn người dùng Zoom mà tên là gì thế em ơi? Có một bạn em chưa đặt tên này. Thầy gọi em chưa chắc là nó biết là thầy đã gọi em đâu. Thì thầy không biết tên em là gì, vì em không ghi tên thì không biết em là gì luôn. À, Thu Hà là A. Em là A, A là B ạ. Thu Hà là A đi em, bạn trực tiếp là B. Em cứ đọc A thôi của em đi. Nǐ huì shuō hàn yǐ mà? Wǒ huì shuō hàn qǐ. Can ủy bạn ngồi em. Nǐ māng mā huì shuō hàn yǐ mà? Ta bù huì shuō. Đúng rồi. Đúng đây. Trung Quốc chai hǎo chū mà? Trung Quốc chai hěn hǎo qī. Nǐ huì shuō Trung Quốc chai mà? Wǒ bù huì shuō. Của phú Wǒ bù huì huì quẩy shuō. chưa tiếp em Nǐ huì xiě hàn qū mà? Wǒ huì xiě. Chưa cơ chưa chẳng mơ xiể. Zì bù kǐ. Chưa cơ chữ Chưa chưa cơ chưa wǒ huì dú bù huì xiể. rồi, sang bài sau em làm bài tập y hệt như các bạn nhé. Cũng chép là phần này là phải ghi âm nhé. Nào, tiếp theo. Bạn Trà My là A và bạn Tâm là B. Nǐ huì shuō hàn yǐ mà? Wǒ huì shuō hàn yǐ. Nǐ māng mā huì shuō hàn yǐ mà? Ta bù huì shuō. Trung Quốc chai hěn hǎo chū mà? À, Trung Quốc chai hǎo chū mà? Trung Quốc chai hẳn hảo chứ. Nǐ huì shuō Trung Quốc chai mà? Wǒ bù huì shuō. Nǐ huì xiě hàn chū mà? Wǒ huì xiě.这个字怎么写啊？对不起，这个字我会读，不会写。很好，bạn Dương Quỳnh là A là bạn Đinh Tuấn là B rồi. Nǐ huì shuō hàn yǐ mà? Tuấn đọc đi em ơi. Tuấn có đấy không em ơi? Có thể ạ. Đọc đi, đọc B đi. Wǒ huì shuō hàn yǐ.我会说汉语，你妈妈会说汉语吗？他不会说，他不会说，还没变了呢，这吧？个字
dẫn em phải viết vào, nhưng em không viết vào luôn, thầy bảo đọc lại hay là thực hành thì em mãi mãi không đọc được đâu, bởi vì làm sao mà đọc được. Trung của trai hảo chứ ma. Trung của cai trai từ ai trai ấy, hẳn hảo chứ. trai hẳn hảo chi hảo chứ Nghỉ khuây chua Trung của trai ma. của bu quẩy của Của bú khuây chua. bu Nghỉ khuây xế Han chứ ma. ăn chưa mà em ơi, ăn Ăn chưa chưa mà, ăn chưa mà. của Hội xỉa. quê xỉa Chưa cơ chứ, chẳng mơ xỉa. câu này đọc không? Tôi bu chỉ. Tôi bu chỉ Chưa cơ chưa chứ, hội tố, bu hội xỉa. chưa chưa Hội tú bu bú khuây xỉa, đọc lại nào, chưa cơ bu chữ, quay bu quay xỉa đúng rồi, chưa cơ chữ, của khuây tú bú khuây xỉa, đọc đi Tuấn. Thôi ra được rồi, thầy bảo đọc lại theo thầy, dạ thì đọc cái gì. Nam Kiều đọc được chưa em ơi? được rồi ạ. À, em đọc lại cả bài đấy nào, ba bài. Nghỉ khuây xỉa han chư ma, ủa khuây xỉa, chưa cơ chư chẳng lơ xỉa. Đọc cả bài, ba bài. Khuây xua khan nghỉ ma, ủa khuây xua khan nghỉ ma ma khuây xua khan nghỉ ma, tha bú khuây xua. Rồi. Trung Quốc trai khảo chư ma, Trung Quốc trai khấn khảo chư, nghỉ khuây chua Trung Quốc trai ma, ủa bú khuây chua. Nghỉ khuây xỉa han chư ma, ủa khuây xỉa, chưa cơ chư chẳng mơ xỉa. Đối bù chỉ, chưa cơ chư ủa khuây tú, bú khuây xỉa. Đúng rồi. Các bạn mà đọc kém ấy thì trong quá trình đọc từ nào mà ta cảm thấy không thể đọc được thì ta ghi âm đọc bằng tiếng Việt. Không biết thì hỏi lại thầy nhá. Không biết từ đấy đọc là gì thì hỏi lại thầy nhé, là chữ quay chẳng hạn. À, chữ này phải đọc là khờ ơi quay nhá, đọc là hui nhá. Của quay tú, cú quay xỉa, đọc là quay. Nó chỉ có vài chữ khó thôi mà còn đa phần dùng tiếng Việt. Rồi sang phần thư pháp nào, các lớp nhìn lên đây. Nhìn vào đây, ta dở sách từng trang này em. Trang sau. Trang sau không phải là sau quyển sách. Nấm nguyện tùng xứ khuẩy, động từ năng nguyện khuẩy, khuẩy là biết sẽ phải, được chưa? Ta nhìn thấy chỗ đấy chưa? Nấm nguyện tùng xứ khuẩy, dung trại tùng xứ chén, khảo sư thông qua学习, áo của tớ mẫu chủng nấng lý. Ta tờ phẩu tinh sư, sư phú khuẩy, y rú. Thì khuẩy có nghĩa là gì? Biết, đúng không? Động từ năng nguyện khuẩy được dùng trước động từ khác để diễn tả việc có được khả năng nào đó thông qua việc học. Dạng cố định của nó là cú khuẩy. À, ví dụ như là của khuẩy xỉa khan chữ hay là tôi biết viết chữ Hán, của cú khuẩy chua Trung Quốc trải là tôi không biết làm món ăn Trung Quốc, nỉ ma mà khuẩy chua khan nỉ ma mẹ của bạn có biết nói tiếng Hán không? Vâng, rồi bây giờ mỗi bạn đặt câu từ khuẩy thành câu nào, mời bạn Dương Quỳnh đặt trước nào. Thế Nhanh nhanh, có ví dụ tiếng Việt lắm chứ em. tôi biết là tôi biết nói tiếng Hán, không đọc lại Ủa ví dụ khuê xua han rượu. anh có dụ dụ thế nào đọc chữ đây là chữ ủy Dụ. chủ. Dụ. Minh Han Tuấn rượu. nào, là câu từ khuây nào Tuấn, bạn Nam Kiều nào. Ủa bú khuây chua xiao chi. Ủa bú khuây xua cái gì em nhỉ? Sau em nói cái Xiao gì? chi. Chờ Xiao chi được chi. chi? Ủa bú khuây chua, không phải là xua nhá. Ủa bú khuây chua, Ủa xiao bú chứ. khuây chua xiao chi. An tâm nào. Thế gọi bật mic lên. Lý huy chư Trung Quốc trai. Nghỉ khuây chua. Của khuây chua nhưng của khuây chua Của à. hơi chua Trung Quốc trai. Mic của Tâm nó hơi ầm ầm ồn ồn, em đọc sát mic với em nhỉ, như em cúi đầu thì em đọc hay sao nên là không nghe rõ. Bạn Thu Hà nào,
会做越南菜。越南菜，加蜜呢？我会读中国，我会读中文的，会读中中文。文。M 呢？都会读会的。的汉籍，汉语都会汉语，汉语。汉语，你们空白的汉语，那汉字，汉字，汉字为了去汉而来。我妹妹会汉字，会写，写汉字，如果来来个够的，我妹妹会写汉字。很好。哎，你说还搞得多呢？你还好，就是我，哎，来的多啊，这样。形容词谓语句，构成宾格的停顿，增长的宾格的停顿，就完了，构宾格的停顿。形容词可以用在主语、加程度、副词、加形容词这个结构中，描述人或事物的性质或状态。程度、副词经常用很否定形式为主语加不加形容词，例如停顿中的没有打，停在讲台của người hay sự vật thường đi cùng phó từ chỉ mức độ khẩn và được sử dụng trong câu theo cấu trúc là chủ ngữ kết hợp với phó từ chỉ mức độ kết hợp với tính từ. Sau cố định của câu này là chủ ngữ kết hợp với phụ kết hợp với tính từ. Ví dụ, của khấn khảo là gì? Tôi làm sao? Tôi rất khỏe. Của mama tôi khan ủy phụ khảo là gì? Tiếng Hán của mẹ bạn không tốt. Trung Quốc trại khấn khảo chư là gì? Món ăn Trung Quốc rất ngon. Rồi, là câu với một cái tính từ bất kỳ nào, Dương Quỳnh nào. Từ nào đây? Câu có tính từ đằng sau là được. Từ nào hả thầy Từ đâu? Đang đi đặng ngữ pháp làm gì nào? có từ Vâng, để nào? Em hỏi câu mà thầy không biết trả lời làm sao luôn đấy. em Em hỏi từ nào em bây giờ câu này có từ nào? này Anh nhìn rất cao là thế nào? Ta cần nghĩa cao. cao hơn ta Cao. cao Đinh. hơn cao đọc là gì ở đấy em không biết từ đấy. Cái gì? Cao ấy. Đọc là cao, cao nghĩa là cao. Tiếng Trung Cao đọc luôn ạ. là ở âm Hán Việt nó cũng là À, tha hấn cao. cờ ao cao bình thường thôi, khác cao. Đừng cao cùng. Tiếp theo Đinh Tuấn nào. Tuấn bật mic lên em ơi. Thầy gọi mấy lần mà không bật mic thì thầy hướng dẫn em kiểu gì, xong đến lớp học trực tiếp đi nhá. Gọi Nam Kiều nào. Không nóng. Nam Kiều có đọc được không em? Tâm nào. Thấy em đọc được. Đọc đi. Quá hân xỉu hoan thưa cà phê. Đây là câu động từ rồi, không phải là câu tính từ. Ví dụ như cà phê rất ngon là thế nào? Quả bu khuây xỉa. Tuyên này. Thầy đang hướng dẫn câu của em là vị ngữ là tính từ, em phải tập trung học vào chứ đặt cái câu vị ngữ là động từ sao mà đặt được. Câu của em nó không sai chứ không phải trong nội dung của phần ngữ pháp này. Ví dụ nói cà phê rất ngon thì nói thế nào? Nam Kiều. Cà phê khấn khảo chứ Ừ, đúng à, rồi, khảo hương Tâm nào. Ba ba hình hảo. Ba thần thảo, ok, thần thảo. Thu Hà nào. thầy thầy gợi ý thêm một câu tiếng Việt đi thầy. Gia đình tôi rất khỏe. Của trai Của cha. Khấn Của cha khấn khảo cho tôi. Cha mi nào. sổ chi hẳn xin Ừ, hậu sổ chi khẩn xin khẩn họ nợ em làm của mây mây khấn hà theo lên được mê mê khẩn theo đi ạ. Thì em biết rồi, anh em nói rất tốt nhá,
nhanh hơn cả mấy bạn kia. À, tiếp theo ý quân tại sứ chấm mơ, đại từ nghi vấn chấm mơ. Chấm mơ, ý quân tại sứ chấm mơ dùng tại động词前询问动作的方式，例如thì cái đại từ chấm mơ được dùng trước động từ để hỏi về cách thức thực hiện và hành động, nghĩa là làm một điều gì đó như thế nào, ta hiểu không ạ? Tuy nhiên là trước cái chữ chấm mơ tú chẳng hạn, tức là cái chữ này thì đọc như thế nào, tú là đọc đúng không, chấm mơ tú là đọc như thế nào, thì tức khan ủy miếng chữ chấm mơ xỉa, tức là cái tên tiếng Hán của bạn ấy thì viết như thế nào, đọc trước cái chữ chấm mơ xỉa, nghĩa là cái chữ này thì viết như thế nào. Thì đơn giản ta đặt câu từ những cái chấm mơ đặt trước động từ là hỏi điều gì đó làm như thế nào. Đầu tiên Dương Quỳnh ạ. Ta chưa à ta hơ cờ lơ Cái gì em, ý em nói là cái gì đấy? Em em biết muốn hỏi là cái cách uống cái non coca như thế nào ấy nói. Khở lửa chấm mơ khưa. à Đọc lại nào. cờ lơ chấm mất Đúng rồi. Bạn Nam Kiều nào. Trung Quốc trai chẳng mơ chua. Ừ, bạn nào, bạn Thanh, bạn Tâm nữa. Đợi nghĩ thì ông gợi ý cho em. Món ăn Việt Nam làm thế nào? Chua Trung Quốc chai duyên án chẩn mơ. Em có biết đang nói gì không? Thầy có nói câu nào liên quan đến Trung Quốc đâu mà em lại có cho từ Trung Quốc vào đấy. Duyên án. Duyên án trai. Duyên án chai Chấm mắt chua. ta chua. À, đúng rồi, chấm mắt chua. Rồi bạn Thu Hà nào. Lý khuây xỉa mình chưa Thì quay xỉa miếng từ mà. Đúng rồi, bạn Trà mình My nào. chưa khan chưa chấm mới xỉa Khan chữ chấm mắt xỉa. Hoa Thanh, Thanh Hoa có nghe rõ thầy nói không? thầy ơi em đang làm ở công ty không nói được Em tên gì nhỉ? em tên Hoa. Con trả lời được không? Con nói được không ấy? Thì thầy còn mời em nói không thì để em nghe, thầy không mời em nói nữa. Thầy để em nghe đi. Ok. Sau vào cứ sửa tên là xin nghe là được nhá. Hoa nhá. Khổ thế đấy, đi học vẫn bận. Rồi. À, em nào đặt câu với từ chấm mơ ai rồi Vì sợ chứ sẵn luôn. ai rồi từ chấm mơ và đặt trước động từ Ní ní sẵn mơ xỉa hẳn chứ đúng rồi đi chấm mơ xỉa các bạn nào xỉa ní sẵn mơ xỉa hẳn chứ hàng chữ rồi em ngồi đây có sao không từ mình cũng kịp luôn đang ngồi đầu này chấm mơ phải đánh thế là được. À, tiếp theo nghỉ đúng không? Đúng rồi. Cứ nói đi không cần ghi vào đâu. Thiếu thì cái để ghi, có thể bảo nói thì cứ nói thôi, quên kệ nó. Cứ làm đúng như thầy bảo nhá. Ví dụ như có bạn Dương Quỳnh thì em viết cái phần đọc hiểu chép một câu 4 5 lần lên không cần thiết. Tất nhiên viết nhiều thì tốt, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến cái thời gian làm việc khác. Em cứ làm xong gọi cái gì đã rồi nghỉ. Làm cái khác hoặc là học thêm từ mới thì nó hiệu quả hơn chứ đừng ngồi chép cả cả bài cả câu không tác dụng gì đâu nhá. Cân truy sứ trị chính khoảng hồi táo vân thí nào, căn cứ vào nội dung của bài để trả lời câu hỏi nào. Mời một bạn làm phần này với thầy nào. Bạn nào làm rồi nhỉ, mời bạn xem bạn nào làm bài tập rồi thì mời cho các bạn này dễ hơn. Dương Quỳnh nào. Này, thầy đọc xong rồi trả lời luôn hả thầy? Đúng rồi. Thầy, nhỉ huê xua Han ủy ma của huê xua Han ủy Nào. nhỉ huê xỉa Han Han chi ma của huê xỉa Han chi Đây. nhỉ huê xua Trung Quốc sai ma của bu huệ chua Trung Không Quốc biết sai đấy, từ từ không biết từ quay là thành bốn.
chúng ta phải đọc là phú khuê, từ phú đọc Phú phải thanh hai, khuê. đọc là phú khuê. Rồi, Phú khuê. các bạn. Phú khuê chua chung của trại. Nì yếu han yu Dầu. Thì mình đi chi. dầu đọc là ní dầu. Nì yếu han yu mình mình chứ ma. Bình dự mà, bình dự mà. Mình chữ mình chứ ma. Ủa mình chứ ma. Cái này em lại quên mất này. Cái này là mình chữ là cái từ mình chữ nghĩa là gì nhỉ, em quên mất Chữ cái là từ. tên. À tên tên tiếng Anh. Hàn mình chữ Cô mấy dầu, có mấy mấy dầu dầu nhá. Cô mấy dầu mấy Hàn dầu Hàn Dũng mình chữ Yến. nhiều khuê xẻ nhị tơ Hàn Dũng mình chữ ma. Của bu khuê xẻ. Và cô khuê xỉa. À, tiếp theo, dùng bản课新学的语言点和词语描述图片。chúng ta dùng ngôn từ của mình để làm bài này nào. Mời bạn thế nào? Mời bạn Trà My nào. Của mình tôi hơi xua Han Yu. Đúng Trung không? Quốc chai vẫn hảo chư. Ta hơi xua Trung Quốc chai. Chưa có hai chữ của hơi xua cũng hơi xỉa. Hội tú cũng phải xỉa Em đúng biết rồi đọc, đọc em biết nói. đúng rồi cũng phải xỉa biết đọc không biết viết rồi tiếp theo ta sang phần này cái cốc mở này sang sau nhất là có từ cà phê đọc là cà phê từ thể trách sẽ có cái phần âm tiếng Việt không chú ý chúng ta tự đọc trước một lượt đi. Số 6 này. Rồi, đây là số 6. Rồi, lớp ghi âm Hán Việt là cà phê. Âm Hán Việt là cà phi. Nghĩa là cà phê. Tôi ghi vào phần này. Cà phê. Cà phê. Cà phê. Cà phê. Nếu tôi uống cà phê nó là gì? Của khưa. Cà phê. Tiếp theo công viên. Âm tiếng Việt là công viên. Nghĩa cũng là công viên. Tôi đi công viên là thế nào? Của truy công viên. Tiếp theo chi trả. Âm tiếng Việt là cơ trường. Cơ trường có nghĩa là sân bay. Chi trả. Đọc theo thầy luôn đi. Chi trả. Ví dụ tôi đi sân bay. Của truy chi trả. Tiếp theo chưa chạm. Chưa chạm. Âm tiếng Việt là xa chạm. Nghĩa là bến xe chưa chặn tôi đi bến xe của truy chưa chặn
Đi chưa chẳng, đọc lại cho thầy từ đầu đến cuối này. Cà phê, công viên, chi chẳng, chưa chẳng. Đúng không? Bài số 6. Và đấy là câu một chấm mấy nhỉ? Mã nghe là gì? 6.4 à? Ok. 6.4. Thì cái file nghe nó tương ứng với cả file nghe trong sách, trong băng nhé. Người. Rồi, tiếp theo. 6.4. Không, cái này không phải 6.4. Cái này chỉ là phần đọc thôi. 6 chấm thôi. 6.4 mới là phần bên dưới này em nhé. 6.4 là phần khác. Hiểu không? Nhìn đây, nhìn cái màn hình TV. Đây, 6.4 đây. Là tương ứng với file nghe 6.4. Có thể hỏi em cái file trên này nó không có file nghe. Nó không có phần âm đọc đâu nhá. Không về để nhầm rồi. À, tiếp theo, phần này. Để xem có nghĩa không nào. Không có đúng không? Rồi, ta ghi nghĩa các từ này giúp thầy. Đây, cái này mới là file nghe 6.4 này. Thứ nhất là có từ chin thiên. Âm Hán Việt là kim thiên. Nghĩa là hôm nay. Hôm nay tôi rất bận là thế nào? Chin thiên của khẩn bảo. Tiếp theo, chin nhén. Âm Hán Việt là kim niên, nghĩa là năm nay. Năm nay bạn đi đâu? Chin nhén nỉ. Đi là gì nhỉ? Truy. Nỉ truy nã. Chin nhén nỉ truy nã. Tiếp theo, chiên trải, âm Hán Việt là tinh thải, nghĩa là xuất sắc. Tinh thải, nghĩa là xuất sắc. Ví dụ như là béo yển khẩn chiên trải, buổi biểu diễn rất là xuất sắc, rất là hay. Xuất sắc này hay, dùng cho văn nghệ. Tiếp theo, chưa phiếu, âm Hán Việt là xa phiếu, nghĩa là vé xe. Các từ này đều có nghĩa, thì về nhà em tập viết một từ một dòng nhé, và nghe băng đọc lại nhé. Không thấy phải nghe thì hỏi thầy, thầy gửi lại thôi nhé. Chưa hiểu, tiếp theo cung sư, âm Hán Việt là công ty, nghĩa là công ty. Em ghi thêm bên cạnh ấy, mỗi từ tập viết một dòng, ghi vào trong sách ấy, không về quên đấy, lát là ra quên đấy. Viết mỗi phiên âm thôi, không cần viết âm Hán Việt thì nghĩa đâu. Thì công ty của tôi rất lớn là gì? Của cung sư khẩn khẩn tạo. Cang trái âm Hán Việt là cương tài, nghĩa là lúc nãy bạn đi đâu? Cang trái nỉ khi nhỏ. Cang trái. Tiếp theo trao trảng, trao trao c đi với a đọc là chờ nhá, đọc là trao trảng nhá, ch đọc là tr, chờ ao trao của trảng đấy, trao trảng này là thao trường. Thao trường nghĩa là gì? Sân vận động. Ví dụ như sân vận động rất lớn là gì? À, trao trả khẩn 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 tạo, khẩn tạo. À, chi đản ở một Việt là kê đản. Kê đản nghĩa là trứng gà. Anh ấy rất là thích ăn trứng gà là gì? Tha sĩ khoan chứ chi đản. Chi đạt. Tiếp theo qua phong, âm Hán Việt là quát phong, nghĩa là gió lớn thổi, nghĩa là gió. Phong là gió, còn qua là thổi, gió thổi. Ví dụ như gió lớn thổi hạn, ta phải nói là qua tả phong. Từ qua, từ phong tách đôi ra, nó động từ ly hợp. Qua tả phong. Tiếp theo khoan nhĩ, âm Hán Việt là hoan nghênh. À, nghĩa cũng là hoan nghênh. À, khoan nhĩ nghỉ lái chẳng hạn, hoan nghênh bạn đến.
Tiếp theo, chinh lý, âm tiếng Việt là kinh lý, nghĩa là giám đốc. Tôi là giám đốc là gì? Của sư chinh lý. Tôi là giám đốc công ty. Của sư công sư chinh lý. Thế là chi hội, âm tiếng Việt là cơ hội. Cơ hội tốt tôi gọi là gì? Thảo chi hội. Tôi có một cơ hội tốt. Tôi hiểu ý cơ. Thảo chi hội. Tiếp theo quan xin, âm tiếng Việt là quan tâm, nghĩa cũng là quan tâm. Anh ấy rất quan tâm đến bạn. Tha khẩn, quan xin nhỉ. Tiếp theo quan úy, âm tiếng Việt là quan vu, nghĩa là liên quan tới. Quan úy nhỉ chẳng hạn, liên quan đến bạn. Tôi đều biết, của tôi chứ tỏ. Tiếp theo khai sử, âm tiếng Việt là khai thủy. Khai thủy nghĩa là bắt đầu. Ừ, bắt đầu lên lớp chẳng hạn, khai sử sang cửa. Tiếp theo từ cao xin, âm tiếng Việt là cao hứng, nghĩa là vui vẻ. Hôm nay tôi không được vui như thế nào? Chi thiên của phú cao xin. Chi thiên của phú cao xin. 6.4. Nào, lát tôi sẽ gửi như nào. Đột xuất xin phép thì cho một chút. Ok, Mai Quỳnh nhá. Rồi, 6.4 nào. Đang nghe băng đọc lại một lượt cho thầy phần 6.4 nhá. Thính lưu yên, bình gân đủ. Chú ý, sân đeo đa đá phê. Listen to the recording and read after it. Pay attention to the collocation of tones. 今天 今年 精彩 车票 公司 刚才 操场 鸡蛋 刮风 欢迎，经理，机会，关心，关于，开始，高兴。 Theo hậu tố mơ, lớp cũng đọc mơ, nhớ là ghi mơ mơ ở đây nhé, con đọc quá mưa nhá, ghi vào từ này hay sai lắm, tôi ghi là mơ mơ ở đây nhé thầy. Tiếp theo tung là đông, nghĩa là phía đông. Từ tung phang là đông phương, của âm bản Việt là ngã, nghĩa là tôi, của nhá không phải là ủ đấy nhá, nhiều bạn hay đọc là ủ là sai nhá. Tiếp này chén nghĩa là tiền. Ừ. Có tiền là gì? Nhiều chén. Tiếp theo của là tôi, tả là đánh, âm bản Việt là đả nhé, tôi ghi cạnh âm bản Việt vào là đả. Tôi đánh người gọi là gì? Tả rấn. Ví dụ như bạn đánh tôi nói là gì? Quả tá nỉ. Nỉ táo ủa. Tả đọc bằng thanh hai là tá nhá, tả thì bị ủa mà. Nhiều cái đơn giản là chúng ta tưởng nói là dễ à. Thứ hai thanh ba đi liền nhau, thanh ba trước nhớ là thanh hai nhá. Nỉ táo của bạn đánh tôi à, nỉ táo của mà nhớ nhá. Hai thanh ba đi liền nhau, thanh ba trước phải đọc thành thanh hai. Nỉ táo của chính xác. Rồi làm quen với chữ đọc thể là ta đọc là tung của chi đông tây. Tiếp theo nhìn 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 em phải theo dõi cái thầy này, em có hơi chậm chậm nhìn, nhìn ở trang sau đi.
là khoảng phần này thôi. Thế sao? Rấn là nhân là người đúng không ạ? Của là ngã là tôi, chung là chung nghĩa là chính giữa, nỉ nghĩa là bạn, ngôn thứ hai chữ ít chủ âm ấn Việt là tác nghĩa là làm. Đọc lại này, rấn của chung nỉ chủ. Rồi hoạt động theo cặp nào, mời một bạn làm phần này cho thầy nào. À, mời bạn Tâm nào. Làm hết thế là làm A thôi là thầy. Làm hết, làm hết, làm hết. Nǐ huì shuō hàn jǔ ma? Wǒ huì shuō hàn jǔ. Nǐ huì xiě hàn jǔ ma? Hàn chū ma? Wǒ huì xiě hàn chū. Nǐ de hàn jǔ. Mìng zhī qiào shěn me? Wǒ de hàn jǔ. Wǒ de hàn jǔ. Của tớ khan nhủy mình chưa treo Mình chưa treo, mình tức là chưa từ tâm treo, axit a tâm mình chưa treo a xin, nỉ huy chỉ ở nỉ tơ han duy, mình chưa ma, tôi biết viết của huy chỉ của ở của huy chỉ ở là nỉ tơ han, thế là còn gì nữa. vâng. Rồi tiếp theo hoạt động theo nhóm nào. Để Lâm đọc các từ liên quan này. Y ngụy. Nhìn thấy chưa em? À, y ngụy nghĩa là tiếng Anh. Tiếng này phá ủy là tiếng Pháp. Rư ủy là tiếng Nhật. Không biết ở đâu, không biết thầy đang đọc ở đâu thì hỏi thầy nhá. Không ngại nhá. Ừ. Không biết thì hỏi thầy bình thường như thế. Rồi, tiếp theo, các vở sách bài tập cho thầy này. Nào có lớp bây giờ bài tập bài số 6 cho thầy à, ok. Giờ phần đáp án đằng sau đó nhá. Trang bao nhiêu nhỉ? Trang số 10 nhá, trang số 10 phần đáp án nhá. Rồi em cứ dở cuối sách, dở được cuối sách. Trang số 10. Đó, được chưa? Rồi bây giờ ta nghe băng làm bài ở nhà ấy, em phải làm trước bài này rồi sau đấy em bật băng em nghe đi, em đọc đi đọc lại cho nhuần nhuyễn cho thuộc, cho em ghi âm cho thầy một bản gửi cho thầy từ câu 1 đến câu 13 câu 13 câu mà đúng không, 12 câu câu 1 đến câu 12 chính xác. Rồi giờ ta nghe, còn ở trên lớp thì thầy chỉ chữa lại các nội dung đã làm rồi thôi chứ không phải lên lớp rồi mới làm, lên lớp mới làm thì không có gì kịp cả nhá. Ok, em phải hiểu là các bạn đã làm rồi thì mình chưa được như thế, nếu mà chưa làm thì không ai làm như thế cả. Rồi, đang nghe và đọc theo bài số 6 nào, vừa nghe vừa đọc vừa dịch luôn nhá.第六课，我会说汉语。Lesson 6. I can speak Chinese. 一，听力。1. Listening. 第一部分。Part 1. 第一到四题，听词或短语，判断对错。Questions 1 to 4. Listen to the words or phrases and decide whether the pictures are right or wrong based on what you hear. 例如 Example 很高兴 Very happy 看电影 To see a movie. 一，说汉语。说汉语。nói tiếng Hán。二，đọc theo, 中国菜。中国菜。中国菜。đúng rồi, cứ nhìn chữ Hán không biết cứ đọc vậy đã. Nghĩa là gì?
đồ ăn Trung Quốc. 三, 菜都不到。做中国菜。做中国菜。Nghĩa là làm đồ ăn Trung Quốc. Sì, Hàn ngữ lão sư. Hàn ngữ lão sư. Nghĩa là giáo viên tiếng Hàn. Thứ hai bộ phận. Part 2. 第五到八题，听对话，选择与对话内容一致的图片。Questions 5 to 8. Listen to the dialogues and choose the right picture for each dialogue you hear. 例如 Example 你好 How do you do? 你好很高兴认识你。How do you do? Nice to meet you. 五，你们家谁会说汉语？我妈妈会说汉语。五，你们家谁会说汉语？我妈妈会说汉语。đọc theo đi em. Nhà của bạn thì ai biết nói tiếng Hán? Mẹ tôi. Làm sao? Biết nói tiếng Hán. Cố gắng đọc theo, đọc nhanh, nhanh hơn họ. Đọc đuổi. 六。你会做中国菜吗？我不会做，我的好朋友会做。六，你会做中国菜吗？我不会做，我的好朋友会做。bạn biết làm đồ ăn Trung Quốc không? Tôi không biết làm. Bạn tốt của tôi thì biết làm. 七，这个汉字怎么写？对不起，我会读，不会写。七，这个汉字怎么写？对不起，我会读，不会写。cái chữ Hán này thì viết như thế nào? À, xin lỗi, tôi biết đọc chứ lại không biết. Không biết gì? Không biết viết. 八 Trung Quốc 菜好吃吗? Trung Quốc 菜很好吃。八 Trung Quốc 菜好吃吗? Trung Quốc 菜很好吃。Cái gì nhỉ? Món ăn Trung Quốc có ngon không? Món ăn Trung Quốc thì rất là ngon. Đi sân bộ phận. Part 3. Đi 9 đến 12 thí. Thính dư dư, hồi đá vấn thí. Questions 9 to 12. Listen to the sentences and answer the questions. Lì rù. Example. 下午我去商店，我想买一些水果。I'm going to the store this afternoon. I want to buy some fruit. 她下午去哪里? Where is she going this afternoon? 九，我会做中国菜，中国菜很好吃。他会做什么菜？九，我会做中国菜，中国菜很好吃。
他会做什么菜? 他会做中国菜，我会做什么菜？他会做中国菜。十，我的汉语名字是李鹏，我会写我的汉语名字。他的汉语名字是什么？十。 我的汉语名字是李鹏，我会写我的汉语名字。他的汉语名字是什么？他的汉语名字是李鹏，李吧？那下午就那么着，就关了。十一，我的好朋友是中国人。 他会说汉语。他的好朋友会说什么？十一，我的好朋友是中国人，他会说汉语。他的好朋友会说什么？他的好朋友会说汉语。 说什么？会说汉语。十二，我妈妈不会写汉字，我会写汉字。谁会写汉字？十二，我妈妈不会写汉字，我会写汉字。谁会写汉字？ 我妈妈，不会写，我会写汉字，我会写汉字，呀，那刚刚的用来的个翻译噶，那 em đọc từ câu một đến bốn, ,说汉语，中国鸡，中国菜，做中国菜。 汉语，老师，嗯，啊，tiếp theo，mời bạn Dương Quỳnh nhá, câu 5, câu 6 đó. Nhiệm văn cha sĩ 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 cái này là cái gì? Đấy, hội số. À, sẽ hội số Hàn Hàn ủy của mama của mama说会说，会说汉语，你会说中国菜吗？我不会不在，会我做，的我会不做，会做，我的。好朋友。我的好朋友会在会做，会做，嗯，够7够8，很正了。这个汉是什么写？对不起，我会读，不会写。中国菜好吃吗？中国菜很好吃。嗯，很好。那咱Nam Kiều 呢？9-10呢？我会做中国菜，中国菜很好吃。他会做什么菜？我的汉语名字是李月。你来，trả lời luôn em. Ta À，会做他会中国菜，他会做中啊，接国菜。我的汉语名字是李月。李鹏，你，李爸。哦，我会写我的汉语名字，他的名字
他的汉语名字是什么？他的名字李鹏。是李鹏。是李鹏。对，加密了，没摸天嗨。加密，加密对。我的好朋友是中国人，他会说中文汉语的。他他的好朋友会说什么？他会说汉语。说汉语，我妈妈不会写汉语，汉字。我会写汉语，汉字。会写汉字。谁会写汉字？他会写汉字。嗯，他会写汉字，很好。那这上分阅读呢？看来嘛，我们下学车。好，再给我讲嘞，买出勺。江苏文海，陈导，那em đọc và dịch các câu này. Ở nhà phải làm thôi. Cho Han Lý Nghĩa là gì? tiếng Trung. Trung của trai của Hàn Quốc. Mama, mẹ, chỉ Han Dương viết tiếng Trung. Cho Trung của trai làm cho ta Đúng đọc. rồi, em đọc thì đơn chuẩn này. Rồi, thì đáp án người ta dựa vào đấy, tao sẽ nói đáp án luôn đúng không? Rồi, bạn Dương Quỳnh nào, số 18, 19 nào. Nǐ māmā huì chuō Zhǔngguò zài mā? Nǐ māmā cái này Mẹ mẹ bạn có biết nói biết làm món ăn mẹ Trung Quốc không? ăn Trung Quốc không? Nghe. Tháp huì tháp bú huì chuō Mẹ là cô biết làm dịch mẹ tôi luôn em. làm 19. chế cơ Hàn chữ chẩn mơ sẽ cái này Tôi mua chỉ. đối với chị chế cơ Hàn chữ của quay tú của quay sẽ Nghĩa là gì? bạn có Chữ biết viết Hán này. chữ Hán này viết như thế nào xin tôi không biết viết chữ Hán tôi Chữ Hán biết này tôi biết đọc tôi là biết đọc biết. nhưng không biết viết. Đấy nhá, Dương Quỳnh nhá. Từ câu vâng 13 đến câu 30 là em chỉ có chép lại tiếng Trung thôi nhá. Chứ em vâng không làm một loạt chép cả câu không có tác dụng gì cả đâu nhá. Chỉ cần chép dạ mỗi một tờ lần thôi là được rồi. vâng Hiểu ý không? em hiểu rồi ạ. Rồi, chào My nào. Câu 20 đến câu 21 nào. Lý lão sư huy xua Hàn Nguyễn ma giáo sư nhà giáo viên Lý có biết nói gì tiếng Trung Hà không không? tiếng Hán không huy Lý lão sư sư Trung Quốc nhân có giáo viên cô Lý là người Trung Quốc Học Lý huy xia Hàn Nguyễn ma căn chữ Chị huy chị Hán Sư Ma bạn biết viết tiếng bạn viết chữ Hán không? Phụ huy xua Hán Vĩ phụ huy chị Hán Sư tôi biết nói tiếng Trung không biết viết chữ Hán. câu Trung Quốc trai hỏi Sư Ma đồ ăn Trung Quốc có ngon không? Trung Quốc trai hấn hảo Sư đồ ăn Trung Quốc rất Đó hỏi ngon. bạn Nam Kiều lần tiếp câu 23 24. Nam Của Kiều của bố của quay của bố quay
我不会写的汉语名字，我的汉你，语，我的汉语名字，我会做melody，melody，都không biết viết tên tên tiếng chữ Anh, Hán của tôi. à, hai tư. Nǐ huì zuō Zhōng Guō Zài ma? Bạn biết làm đồ ăn Trung Quốc không? 25 26 nào mấy bạn tâm này Của bạn yêu hơi xua Hàn Duy tha tơ Hàn Duy phần hảo Tấn Thảo. phần hảo bạn tốt của tôi thì biết nói tiếng Trung anh ấy nói tiếng Trung rất giỏi rất tốt lão sư chưa cơ Han Han chư sẩm mơ tú giáo viên dạy Thầy giáo, cái chữ thầy Hán này đọc như thế nào? Chấm mắt tú, đúng không ạ? Đọc như thế nào, chấm mắt tú? Thu Hà nào, Thu Hà ơi. dạ Em không đủ bài tập cho thầy nghỉ à? cơ em quên ạ Thế làm chưa? em làm rồi ạ Thế nộp luôn cho thầy nhá, đọc xong nộp luôn nhá. Em làm câu 27 đến câu 30 luôn đi. lý tơ Trung Quốc bao nhiêu hơi hơi chua Trung Quốc chai Ba. bạn với bạn Trung Quốc Cô của bạn có biết làm món ăn Trung biết Quốc không? biết làm món Trung Quốc không của khuây xua han vị lý lơ tôi biết nói tiếng Trung còn bạn Của mama. cũng biết Tiếp 29. của mama của ma tơ bấng yêu khuây xua han vị mẹ của tôi Bạn của mẹ tôi bạn của mẹ tôi biết nói tiếng Trung Lý Tống Xuế sư nã của rấn. Bạn học cùng của bạn là người nước nào ạ? người nước nào hả nào Thu Hà đổi bài luôn thầy đấy nhá rồi phần ngữ âm nào chúng ta dở ngược phần đáp án đó thầy này. Thầy thầy nhưng mà em làm rồi nhưng mà em chưa biết hết được không Được làm bao nhiêu thì gửi bấy nhiêu xong nếu làm đủ là được là bổ sung trang bao nhiêu em trang số 11 thấy chưa đây, thấy chưa chính nhiên thấy chưa kéo kéo rồi mất đây chính nhiên thấy chưa ghi nghĩa mà này lớp cùng ghi nghĩa vào nhá đây cả lớp nhìn lên đây chuyên nghĩa này âm ở Việt là kinh nghiệm nghĩa là kinh nghiệm chuyên nghĩa là ngữ âm kinh nghiệm là kinh nghiệm và tiếp theo yêu chỉnh âm tiếng Việt là yêu thỉnh nghĩa là mời như anh ấy mời tôi đến chẳng hạn hay yêu chí của lại chan cha kinh nghiệm này của anh ấy rất là phong phú ta từ kinh nghiệm thật phong phú đi sang ta có từ siêu lý âm tiếng Việt là tu lý nghĩa là sửa chữa không ghi kịp mà là ghi nghe không rõ ta nhìn lên màn hình nhá để rõ đây rồi ví dụ như sửa căn hộ chẳng hạn siêu lý phẳng dự hoặc sửa xe chẳng hạn hoặc là siêu lý chưa dự sửa cái gì đó dùng siêu lý này thì các cái từ mà có tiếng Trung như này ta lưu ý là về là một từ tập viết một dòng chỉ viết tiếng Trung thôi tôi ghi theo bên cạnh ấy. Ghi theo bên cạnh quyển sách một từ tập viết một dòng chỉ viết tiếng Trung không lát nữa nhiều nội dung mình quên mất đấy tiếp theo危险âm tiếng Việt là nguy hiểm nghĩa cũng là nguy hiểm
qua đường rất là nguy hiểm, qua lũ khẩn nguy hiểm, không nguy hiểm chẳng hạn, không nguy hiểm. Tiêu ta có từ xuân thiên, ta nói Việt là xuân thiên, nghĩa là mùa xuân, mùa xuân đến rồi chẳng hạn, xuân thiên lái lợn. Tí liệu nó có từ xin nhắn, âm nói Việt là tân niên, nghĩa là năm mới. Xin nhắn, năm mới đến rồi, xin nhắn lại rồi. Tí chi ta có từ sang rấn, âm nói Việt là thương nhân, là người làm buôn bán. Tôi là thương nhân chẳng hạn, của sự sang rấn. Chan quan, âm nói Việt là tham quan, nghĩa cũng là tham quan. Đi tham quan công ty của tôi chẳng hạn, truy của công sư tham quan. Tôi là thương nhân của sư sang rấn, công ty của tôi rất là lớn, của công sư khẩn tọa. Có thể ghép các từ liên quan. Tiếp theo ta sang xuống phần dưới nào. Ở phần dưới đây có một số từ, rất nhiều từ. Đây em nhìn cái sân chỉ nhá em. Ừ, thấy nhá. À, ok, không ta hướng mắt lên trên này chúng ta. Đây, cái nội dung của 6.2.bt phần 2. Và tiếp theo sân chỉ âm tiếng Việt là thân thỉnh, nghĩa là đơn xin. Ừ. Ví dụ tôi xin vào một công ty làm việc thì là của sân chỉ tạo cái công sư công chỗ. Ừ. Sân chỉ. Tiếp theo sân bệnh âm tiếng Việt là sinh bệnh, nghĩa là ốm. Tôi ốm rồi, của sân bệnh rồi. Ghi vậy nha. Sân bệnh. Tí sứ, sân thị, âm nói Việt là thân thể, nên là sức khỏe. Sức khỏe của tôi rất tốt, của sân thị, khấn khảo. Tiếp theo sân rư, âm nói Việt là sinh nhật, nghĩa cũng là sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật tôi, jin tiān shì wǒ sēng rì. Sứ y, ta có từ treo liếu, âm nói Việt là giao lưu, nghĩa cũng là giao lưu. Giao lưu nhá, ghi nhầm là giao lưu, giao lưu. Chúng ta giao lưu một chút nữa ạ. Của mình treo liếu ý chả. Thì treo là dao cắt, còn liếu là lưu, tức là dòng chảy. Liếu ý đấy, lưu vực. Tiếp theo treo yếu, có là giao du. À, nghĩa là du lịch ngoại ô, đi chơi ngoại ô gọi là treo yếu. Ngày mai chúng mình đi ra ngoại ô du lịch chẳng hạn, mình đen nổi mình chỉ treo yếu vào, thì treo yếu là du lịch ngoại ô. Sửa, ta có phê tráng, có nghĩa là phi thường, là vô cùng. Ví dụ vô cùng tốt tôi gọi là gì? Phi trắng hảo. Ừ, phi trắng hảo. Phi chi, âm nói Việt là phi cơ, nghĩa là máy bay. Máy bay Trung Quốc là gì? Trung Quốc phi chi. Từ san, nó từ châu yên, âm nói Việt là triều yên. Châu yên, âm nói Việt là triều yên, nghĩa là hút thuốc. Tôi không thích hút thuốc. Và phu sĩ khoan, châu yên. Sĩ khoan là thích. Còn tôi không hút thuốc là gì? Của phủ, châu yên. Phủ là không. Tiếp theo châu thì chiều thế, nghĩa là ngăn kéo. Trong ngăn kéo là gì nhỉ? Châu thị lỷ. Thứ sử là có phân chung, mà Việt là phân chung, nghĩa là phút. 15 phút là gì? Sủ, sủ phân chung. Phương tiện, mà Việt là phương tiện, nghĩa là thuận tiện. Rất là thuận tiện là gì? Khẩn, khẩn phương tiện. Dụ đi siêu thị rất là thuận tiện. Truy trao sư, khẩn phương tiện. À, đây từ số 15 đấy, có từ trao sư, Việt là siêu thị. Vì trong siêu thị có rất nhiều đồ. Tại trao sư lý, yếu khẩn tốt tông chỉ. An tĩnh, âm nói Việt là an tịnh, nghĩa là yên tĩnh. Rất yên tĩnh là khẩn, khẩn an tĩnh. Cang trái âm nói Việt là cương tài, là lúc nãy bạn nói gì? Cang trái nỉ xua sẩn mơ. À, tiếp theo can chị âm nói Việt là can tịnh, nghĩa là sạch sẽ. À, sạch rồi, can chị là can chị là
Để ta xem chữ nào không hiểu thì hỏi thầy. Ta dở giáo án bài số 7 nữa nào. Rồi, mình đáp án là số 7. Giáo án mà em, giáo án là kiểu kia kìa. Quyển tập viết bài 7 em in chưa? Chưa đúng không? Thế thì phải in em in cả quyển, em in tớ một bao à, thầy không rõ đâu. Em nhìn cái bài 7 thì biết. Em biết cách viết tiếng Trung từ 1 đến 7 không? Đây, đây là bài 5. Đây, ti ủ khưa. Đây là ti liêu khưa. Đấy, đây là ti chi khưa. Thấy chưa? Thì cái thích đây này, em nhìn nó tương ứng với cái hình như đây này. Hiểu chưa? Bây giờ em chưa ấy đúng không, em viết luôn cái chữ mờ này cho thầy. Từ từ đã, đến chữ nào thì viết chữ đấy, em biết đọc mới viết là gì thì mới viết chứ, cứ thấy chữ là viết thì giải quyết cái gì. Thấy chưa? Ta mở được chưa? À, thứ chín cơ. À, trên thiên chỉ khảo. Nhất là có từ chỉnh. Ta mới về là thỉnh, nghĩa là mời, đề nghị. Cái chỉnh phía trước ấy, ở lớp cùng nhìn này. Ta có bộ ngôn, nói về ngôn ngữ. Ở đằng trước đúng không? Thì sau ta có chữ chim là thanh, nó về màu xanh lam thì đọc là chỉ và chim, thì hai từ này là hai từ mượn âm của nhau, là từ này mượn âm của từ kia, thì chỉ là mời, ví dụ mời thầy giáo xem một chút chẳng hạn, chính lão sư khẳng khẳng là mời thầy xem một chút, hãy ăn tô vào đi thì nghe thầy giảng, nó vừa giảng vừa tô đúng không, biết chữ chỉ đấy đấy là những cách viết trên kia. Thì để biết viết cái nét nào trước nét nào sau. Còn đây là chữ phồn thể. Đấy. Chỉ nào, à, ta lớp đặt câu với cả từ chỉ cái này nào, với bạn Dương Quỳnh nào. Chỉnh mama chưa phản. À, rồi Dương Quỳnh là một nhá, Nam Kiều là hai, Tâm là ba. Đấy. Trà My là 4, Thu Hà là 5. Ta cứ lần lượt như thế. Khi thầy mời các bạn online, ta cứ tự nói nhá. Bạn nào không nói là thiệt đấy nhá. Mà không biết thì hỏi thầy. Lần lượt là Dương Quỳnh rồi. Bạn tiếp. À, chị Quân chưa sư chẳng mơ trẻ xuân mơ trẻ Cảm ơn Trà. Tiếp theo.
你请吃。请你吃。请今天坐。你敢老师给你我请坐啊，让他跟我一起。我把歌。请你吃饭。吃饭，我还不出来，我别你就他一个人干得起，不得的。Đây, cách viết đây, nghĩa đây. Viết đi chứ. Thầy ngồi thì chờ mỗi em không viết thì chờ làm sao được. Rồi. Rồi, kế tiếp. Rồi, em lại nhìn sang slide tiếp theo. Ta có từ vấn, âm tiếng Việt là vấn, là hỏi, lớp cũng đọc vấn. Bạn có thể hỏi giáo viên, nǐ kěyì wěn lǎo shī. Kěyì là có thể. Nǐ kěyì wěn lǎo shī. Quân là vấn là hỏi hay là câu từ quân cho thầy nào các bạn online nào Tôi可以问妈妈. của khởi ý quân ma mà của khởi ý quân ma mà cần tiếp nữa Tôi可以问 của ba Mình可以问 của cái gì em thầy nghe không rõ nǐ kěyì wěn wǔ quân gì em wǔ tôi nỉ wǔ quân wǔ của cái mic của Tâm nghe không rõ cho em rút thẳng cái tai nghe em nói là cái điện thoại bình thường nghe còn rõ cho em nói dùng cái tai nghe là vâng cộ mồm mồm thầy nghe không rõ em nói gì luôn ăn tiếp nào Chị quân nghỉ cơ sớm mơ. Chị cơ sớm mơ trái. Chị Vân nghỉ Chị khơi nghỉ. Chị nghỉ quân. chính nghỉ quân à người bạn hỏi tiếp theo được chưa ok này có nhắc có khác ta có từ chin thiên âm nói Việt là kim thiên là hôm nay mính thiên âm nói Việt là minh thiên là ngày mai còn chúa thiên âm nói Việt là tác thiên nghĩa là hôm qua ví dụ của chim thiên chủy quảng châu mãi tung dị nghĩa là gì tôi thì hôm nay đi quảng châu mua đồ do có động từ mua là mãi còn tung dị là đồ đúng không ạ nó cũng đọc chim thiên mính thiên chúa thiên của chim thiên chủy quảng châu mãi tung dị đúng không là thế đặt câu với từ tung dị cho thầy nào em à. Đồ tốt gọi là gì? Tôi thích đồ tốt. Ủa sĩ khoan. Sĩ khoan. Đồ tốt là gì? Khảo. Khảo tung chỉ. Đó lại nào. Sĩ khoan. Khảo. Khảo tung chỉ. Khảo tung chỉ. Là các bạn online đâu? Viết đi em. Dương Quỳnh. Đặt câu với Tung Chi nào. Ok, từ các bạn khác. Của giao mại công si Rồi, tiếp. Của Kim Thiên Truy Trung Quốc Chuyên Trung Quốc làm sao? Là câu từ tung gì mà? Bạn tiếp.
今天我买东西，今天我买东西，我买东西，我卖吗？蛮。我卖了吧，买回来摸。要不摸，要不玩。我去东西。去东西了，你去买东西去，出去摸多去。吧，我买好多衣服了。那对。tiếp theo, ta có từ khảo, âm bằng Việt là hiệu là số. Đấy, ví dụ như là khảo mã, mà Việt là hiệu mã là mã số, thì số điện thoại ta gọi là tên quả khảo mã. Trong từ khảo mình nhất là có từ sứ là thạch, nói về hòn đá thì là sứ cầu, thạch đầu là cục đá, mộ thạch nhá, nó là cục đầu phải. Khảo hổ là bộ hổ đầu, nói về con hổ. Khảo mã, tên khoa khảo mã, tên khoa khảo mã, sứ cầu. Ví dụ hỏi số điện thoại của bạn là bao nhiêu chẳng hạn, là nỉ tên khoa khảo mã sứ cơ sở. Đặt câu với cả từ khảo mã như thế này, số điện thoại của anh ấy là bao nhiêu, ta hai tờ ta tư pháo mã sư tô sở sư tư sở phải lại đó, ta ta tư pháo mã sư tư sở ta từ tiền khoa khao mà sư tô sở là Dương Quỳnh đó, các bạn online đó, ta đổi danh từ đi là được. à这是我电话号码Đó, thế nào bạn tiếp nào, các bạn online cứ thay nhau nói đi, tiếp theo.你的号码多少？Để được không mà sự thua sao? Bạn nào nói được cứ nói trước, bạn nào nói chậm thì nói sau. Tiếp nào. Bạn có số điện thoại không? Cháu thể gọi theo số, tắt mic ngồi im như này để học hành cái gì? Ở Dương Quỳnh là một nhá. Nam Kiều là hai nhá. Nam Kiều nói chưa em? Em nói rồi ạ. Tâm nào, Tâm nói chưa em? Bây giờ em nói. Tì tì hảo ma. Tì tì. Tì 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 khảo tì mã, tơ hảo ma. khảo Tua mã tua. Hảo ma. tư tua sảo. Tua tua chảo. Rồi Trà My nào nói đi em. Của tơ hao mà sư xin hao mà. Chưa xin khảo mã, tôi cứ gọi đến tên chịu nói làm sao mà học được. Lý tơ mama tên tên cua sao ma Sư tua cái sảo, gì nghỉ cho tem khoa khao mạ sư tua sảo. Rồi, tiếp theo sang từ tiếp nào, có từ Duệ, âm bằng Việt là nguyệt là trăng hoặc là tháng. Ví dụ như trăng chẳng hạn, trăng người ta gọi là Duệ lẹo. Còn tháng ví dụ như là ý cơ Duệ, một tháng như từ tháng 1 đến tháng 12, nói là tháng 1 là gì nhỉ, y Duệ, tháng 2, a yue, san yue, si yue, wu yue, liu yue, qi yue, ba yue, jiu yue, shi yue, shi yi yue, và shi a yue. Và tháng 13 là shi san yue. Tháng 13 là sao gọi tháng 13? Vì là tiền lương tháng 13 chẳng hạn là shi san yue, là cung chư. Tại cung chư là tiền lương. Người ta đi làm hay còn tháng lương, lương tháng 13 là như thế. Ý cơ yue, bù chèn, nghỉ lợi chẳng hạn. Tức là một tháng rồi không gặp bạn, hoặc chưa cơ duyệt sự sứ o duyệt, tháng này là tháng 12, còn tháng trước ta gọi là sang cơ duyệt, tháng sau ta gọi là xa cơ duyệt. Ở lớp đọc lại theo thầy này, duyệt ý cơ duyệt bù chèn nỉ lơ, chưa cơ duyệt sự sứ o duyệt, sang cơ duyệt, xa cơ duyệt là câu với từ duyệt tháng 9 tôi đi Trung Quốc. chiều 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 Duyệt. dê à, quá chưa rồi chị chúc quá
中国回来了，9月我去中国，九月五去中国，我回了五家，不知道五三家，啊，周末呢？这个月，是3月呀、是13月，咱们有谈第八个，出海了，出海，八，3月，我来越南出八，一个月五去学，你那底下么？应该会有吗？那没谈过，空地好。一个月了，不上课，完了不上学，工作，周末，周六，9月不好，9月不好啊。他给你嘞，他哪给你？要来过来一下。好，OK，那今天啊。2月去中国。2月去中国，到个这星期，他们变了星期，变了段，星期là tuần hoặc là thứ, lì bài, âm nói là lễ bái, cũng có nghĩa là tuần thứ, châu âm nói là chu, nghĩa là tuần thứ. Thì cái từ sinh chi và lì bài là hay dùng trong khẩu ngữ, còn châu là chu là tuần là thứ là dùng trong văn viết, anh chủ động viết vào nhé. Ví dụ như là sinh chi y là thứ hai, thì lì bài y cũng là thứ hai và châu y cũng là thứ hai. Và y nó là số 1 nên là gọi là thứ hai, nên bao giờ cũng sẽ lùi con số từ tiếng Trung đến tiếng Việt. Và ngày chẵn trong tiếng Trung thì là ngày lẻ trong tiếng Việt, còn ngày lẻ trong tiếng Trung là ngày chẵn trong tiếng Việt, tại vì tuột nhau. Và thứ ba ta gọi là sinh chi ở, thứ tư sinh chi san, thứ năm sinh chi sử, thứ sáu sinh chi ủ, thứ bảy sinh chi liệu, và chủ nhật là sinh chi rủi hoặc là sinh chi thiên. Tương tự như thế thì thay từ sinh chi bằng từ lý bài, ta sẽ có là lý bài y, lý bài ở, lý bài san, lý bài sử, lý bài ủ, lý bài liệu, lý bài rủi hoặc lý bài thiên. Châu y, châu ở, châu san, châu sử, châu ủ, châu liệu, châu rử, châu thiên. Thì dựa vào các thứ này trong trong tuần ta đặt câu từ xin chi, lý bài hoặc là châu là một trong ba từ. Hôm nay là thứ ba, nhân là thứ tư. Chiều thiên Xin thiên. chi thiên sư Xin chinh thi. sinh Xin chi san. Xin chi san là số 1 đó. mình xin chi của suy Trung Quốc Số 2. xin chi đi của truy mãi tung xin Số 3. A sinh chi truy quấy quấy chia xin chi a của sinh cha chi a ba tôi về nhà thứ tư thứ bốn nào Xin chi ơ của lái Thái Quan. có lại Thái Oan số 5 Xin chi sang mãi cà phê. mày xin chi san mày đi mày cà phê á nghe không rõ nói gì thứ sáu các bạn thứ sáu không không có đúng không thì đến số 5 thôi Rồi, tiếp theo. Ta có từ chúa thiên, âm hán Việt là tác thiên, nghĩa là hôm qua. Còn miếng thiên, âm hán Việt là minh thiên, nghĩa là ngày mai. Thì miếng là minh, là sáng. Thì miếng miếng là minh, là rõ ràng. Thì miếng miếng chư tỏ, vì sao mà phụ xua. Ta thêm một từ vì sẩn mơ, là tại sao. Nhưng mà vì sẩn mơ là tại sao. Bạn rõ ràng là biết, là tại sao không nói. Thì miếng miếng chư tỏ, vì sao mà phụ xua. Trong từ chữ tạo ta có bộ thủy nó về mũi tên đọc là sử có chữ tạo trên là có chữ sẩu là thủ nó về đứng đầu đọc là sẩu nó đọc lại từ trên xuống dưới này chúa thiên miếng thiên nỉ miếng miếng chữ tạo vì sao mà không
不说，为什么呢？带烧呢？是手，我这边呢，就是手了，我快说，不猜不猜，就知道，那都回个都知道，你读一口，啊，你知道他吗？他来你知道他吗？了，什么呢？都知道了。啊，你知道啊，你知道你知道我我吗？吗？很好，不嗨。我不知道。走吧，走吧，走不？我知道中国。走那。那这边都我知道。不知道。我不知道，中国来的姑娘，我不知道。一条，那我都去，我们变了河了的，学校，我们变了好朋友了，就你去学校了，你的就，现在我去学校了，没得你都你的就，这样子笑，那真的搞不懵，那位最后，你上那个都教了，绕，都绕弯，绕那个过来，你那个都教啊，绕弯，你那跟吧，过来，你要我了，教啊，你那都你过来，哎呀，你看我和他教啊。那个关系相互就把它交往，等来那个呢去学校。现在我去学校了，去学校交往。那各位回看都学校就可以。我去学校，去学校好平安，我汉就学汉语。谁汉语？咱俩可都我去学校，学学汉汉语，语，汉语，学汉语，学汉语。哎，不能回去，呀，那国语啊，什么呢？我去学校学越南。我还谁老在下师学在学越校。南？对对，老板这么晒，我去学校学越南语，好丢脸。我去学校学汉啊，学越南语。学越南语，说越嗨，南语。老师在学校。老师在学校说吧，我去学，回去，去学，回去，回去。哎，好，给你的。那对你好，不呀？No，我回家，在这边呀，这边挂着点学校。我去学校，然后回家，这个不列颠车超浪费钱啊！晚点了，主播。不那，我的学校很漂亮。我的学校很漂亮。你拿这染的说跟你们那地好了，那个有狗拿的好了。啊，这条我都看，他们变了看了你，hoặc đọc hoặc khám hoặc thăm 你看看，你个，đọc sách chẳng hạn，你看书，đọc sách đi，khám chẳng hạn，看病，去医院看病，去医院看病，thăm chẳng hạn，今天我去看朋友，那就去他们嘴巴，你là có bốn nhá，nhìn đọc khám thăm，那lưu ý。thế là có từ su là thư là quyển sách sách tốt gọi là gì khảo su sách tiếng Trung gọi là gì Trung Quấn su hoặc là Hán Ủy su Trung Quấn cũng là tiếng Trung Hán Ủy cũng là tiếng Trung nhá ủa trai khác Trung Quấn su ta có từ trai là trước động từ biểu thị sự việc đang diễn ra đang xảy ra tôi đang đọc sách tiếng Trung là ủa trai khác Trung Quấn su lớp đọc lại cho thầy này Hán su ủa trai khác Trung Quấn su đúng không là câu về cả từ Trung Quấn su như thầy mà là có sách tiếng Trung không你ý hiểu你你有汉语书？对，那把它都中文书本，那看你书，你有中文书吗？你有中文书吗？对吧？那什么呢？我没有中文书。对吧？说嗨，中文书很好。走吧。你很好看
中文书。你很喜欢看中文书。什么？我看中文书。中南。我在写中国书，中文书。我在写中文书，是吧？然后人家他有的别的本都别呀，来，他有人呢，em in ra này này, đây nhá, nhìn 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 đây, nhìn đây, nhìn cái màn hình, không nhìn thấy. Đây, đây nhá, ví dụ em mở cái bài số này, bài số 6 đúng không, số 7 đúng không, đây bài số 7 này, em sẽ dở ra thì các cái phần thầy bảo in này sẽ tương ứng với cái chữ ở trong này. Cái đầu tiên học cái chỉnh đúng không, trên này có cách viết luôn đấy. Đây, một loạt các từ đây em đối chiếu quyển giáo án là kiểu gì nó sẽ tương ứng với đó. Nhớ nhá, nhớ in cái này ra nhá, trong quán photo in luôn nhá. Em cứ ra quán photo hết tất cả các tài liệu thầy gửi, có gì không hiểu thầy còn hướng dẫn em được. Và không tự in ở nhà nhá. Thầy luôn khuyến cáo các bạn là không tự in. Rồi, thầy đang nghỉ tại đây. Thầy em đi photo đi. Thầy còn convert cái này làm nữa thì đăng lên trên mạng. Thầy em sẽ xem lại nội dung video buổi học ngày hôm nay. Nhớ nhá. Và tối đi học nhá. Tối nhắn cho Chắc thầy, thầy chắn gửi link cho. Tối nay bạn nào đi học bổ sung ấy thì nhắn tin cho thầy, thầy gửi link nhá. Cũng thực chất vẫn là cái link này của lớp chúng ta thôi. Đó, thì mình sẽ chuyển. lão sư chơi chiên. Từ gì?